Xin chào buổi chiều tất cả mọi người. Bữa nay là chủ nhật ha. Bữa nay là đúng hai tuần 19 tỉnh miền Nam á thực hiện giãn cách xã hội, lại thêm 22 tuần nữa rồi ha. Bữa nay là 1 tháng 8. Dịch nó rất là căng thẳng á. Hãng bà lấy quay ở nhà đây cũng 2 tuần ra, rất là nhanh á. Đây là cây phô mình trồng nè, cũng gần cả 2 tuần rồi ha. Bắt nay nhú tược rồi nè. Nhú tược thì chúng ta tháo ra ha. Đấy. Đây, xịt cái này thì xịt bọ trĩ á. Đó, mấy bọ trĩ nó hay lắm, nó nhú nhú vậy là nó đeo à. Đó, nhiều khi chúng ta thấy vậy ha. Nó đeo đen đậu trơn á, chúng ta tưởng là nó bị gì á. Đó, bị gì nó khô vậy, bọ trĩ nó hút ghê lắm. Như thế này nè, nó này nó hút rồi. Đây, mấy cây phôi này cây phôi mạnh á. Phôi mạnh thì trồng nó lên liền thấy ham á, còn mấy phôi yếu trồng thấy rầu dữ lắm. Phôi mạnh ra trồng lên ghép thấy ham không? Cái này thì cũng mua lên mạng á. Lúc mà mua thấy hình nó bự thiệt bự á, mà vô chậu sáo thôi. Cái này đây. Phôi mạnh nè, phôi mạnh trồng thấy nó ham nè, như kim tự tháp nha. Đấy, còn qua cho anh em xem mấy cái phôi yếu nè, phôi này mạnh nè, lên đã không. Phôi yếu mà anh em yêu cầu lâu lâu cập nhật tình hình nè, thì cái này nó đâu đó thì nó cũng khoảng gần tháng rồi nè. Đây là cái cây phôi mình mua đó. Bị thối rễ á, cái này thối rễ, cái này cũng suy mà suy nó vừa vừa thôi. Bữa nay nó lên đọt nè, chúng ta trùm á, trùm thì nó nhanh nhanh nảy tược. Đó, khi nảy tược rồi chúng ta tháo hí ra, xịt bỏ trĩ á, đọt lên đỏ. Cái này thì mạnh nè, cái này có khả năng là ở dưới bắt đầu rễ với đứa bắt đầu gom ha. Đó, hiện tại thì nói chung là chỉ tưới dưỡng rễ thôi, cứ khoảng 10 ngày á chúng ta quậy dưỡng rễ loãng chúng ta tưới vô, chứ không có cho NPK ha. Đấy. Em xem không? Đó, lên mạnh á, lúc này rễ dưới chưa nhé, chưa có ăn đâu ha. Còn đây cái phôi nè, phôi nói chung là phôi này cái đó có thể là đó người ta trồng trên chậu rồi á, nó suy rồi người ta mới bó bầu lại. Bữa mình mua cái này về nó không có cục đất nào dính với cái rễ đó. Rồi nó đen nó đỏ luôn à. Bữa nay nè, nay nói chung là có lú mầm rồi á. Nói chung mà rễ với cũng chưa có đâm gì đâu, lú rất là nhiều rồi nè. Trong đây thì lú xanh nhiều lắm. Cái này thì khoảng gần tháng á, lú như nhóc hết trơn nè. Hôm nay mời mình khoét cái bịch này ra cho nó cái đọt nó ứng lên. Lú rất là nhiều á. Các mấy anh làm có kinh nghiệm, mấy anh nói là cứ từ từ nó lên á. Từ là nó lên nè, đừng có gấp gáp vậy nè. Nước này thì không có tưới á, nói chung là chỉ một tuần 10 ngày tới dưỡng rễ một lần thôi. Quay dưỡng rễ với lại Ridomin á, Ridomin chống úng rễ, chống thối rễ rồi ha. Nó quậy tưới vô trong này, quét cái lỗ á. Cái này thì khả quan hơn nè, đọt đỏ luôn ha. Còn cái này thấy lên cũng nhiều mầm lắm. Cái này gốc tới 42 đó, mà ép vô cái chậu nó chỉ còn có 3 tấc ha. Ép chậu cạn lại. Chất trọng đây là sơ dự ở trấu á, 50-50. 50-50 thôi ha. Đó, nhìn cho nó khô nó ráo nước. Không có bị úng á. Ở dưới đáy thì vẫn lót đá. Đó, cho thoát nước rõ nước tuyệt đối luôn. Đấy. Lúc mà mới trồng á, chúng ta trùm này nè, chúng ta trùm thêm cái bao này nữa. Cho nó tránh ánh nắng mặt trời á. Cập nhật tình hình cho anh em xem á. Đó, những cái phôi yếu như thế này á, chúng ta trồng thì cỡ một năm thôi chúng ta hãy ghép á, chứ đừng có ghép liền. Rễ nó rất là yếu á, cho nó ra rễ mạnh đi. Một năm sau hãy ghép á, hấp tấp là hư à. Từ từ chơi á, một năm sau hãy ghép.
Còn phôi mạnh thì chúng ta về chúng ta ghép liền được ha. Phôi mạnh thì ghép liền nó lên thấy ham lắm. Còn phôi yếu là ghép nó không lên nó chết cây luôn, uổng lắm ha. Này, bên này dịch bệnh đó, dịch bệnh thì không biết chừng nó tới chừng nào mới hết ha. Đó. Đây thì lúc trước mình nói đó, cái kênh mình được thì được được cái này ủng hộ á. Đây, mấy năm nay thì làm được ủng hộ rất là nhiều á. Đây thì không biết tới chừng nào hết ha. Đó, thì mình sẽ dành bữa nay mình dành tặng nó 50 phần phân bón á. Anh em bình luận á, nói chung là bình luận á. Bình luận với cái phần mà dưới cái video này chứ không bình luận mấy video khác nha. Video khác mình không có coi được, mình không có biết đâu. Bình luận cái video là thông tin á. Những anh em nào ở cái vùng mà nó không có bị phong tỏa, lại không có bị cách ly thì anh em hãy bình luận nha. Chứ nhà mà bị phong tỏa, bị cách ly là mình gửi không được, đi gửi về nó anh em không có nhận được đâu. Đó, như mấy cái tỉnh nào mà nó tỉnh ngoài cái huyện nào á, đấy nó còn nhận hàng gửi hàng được á. Đó. Đó thì anh em hãy bình luận nha. Đó, cái này thì mình sẽ dành tặng á. Nói chung là cái này thì nó cũng có nhiều tiền á, nhưng mà dành tặng ít á, cho anh em, để anh em chăm cây vui á. Này sẵn đây nó cái công thức để mà chúng ta chăm tới cuối năm luôn. Đó, ở vườn mình thì mình xài cái thằng humic này với thằng xâm đất ha. Đó, đó là cái hữu cơ, là hữu cơ hòa tan rồi. Đó, giúp cho rễ cây nó mạnh á, trung hòa đất. Đó. Đây, ở đây bây giờ mình trồng á, thì mình tưới cái này, cái thằng humic này á. Đây là humic bột. Cộng với cái thằng nước này, một nắp và một muỗng á. Một nắp này tưới với 20cc á. Với lại một muỗng canh này đó, pha 20 lít nước cộng với NPK cộng với lại cái thằng hữu cơ mà chưa hòa tan nè, cái viên đen đen này nè, đây là hữu cơ, đây là phân cá đây là cái hữu cơ, đây phân cá thôi chứ không có gì, đạm cá. Đó là cái bao này nè, phân cá, phân gà cũng được á. Nói chung là xài phân cá thì nó không có nóng. Phân gà thì mấy cây mai tàn, mấy mai tứ quý đâu á, rễ nó mạnh thì chúng ta xài được á. Chứ phân gà thầy xài đó với mai vàng ghép hay bị cháy lá lắm. Rễ không, để nó không mạnh là cháy nửa lá ra nè. Phân cá thôi, phân hữu cơ mà cái dạng hữu cơ chưa hòa tan á, nó có mùi. Đó, hữu cơ chưa hòa tan thì bón vào trong đất á, thì phải nhờ vi sinh vật phân hủy qua, phân hủy ra ha, thì cây mới hấp thu được. Còn cái dạng mà humic là hữu cơ hòa tan rồi, nó thì tưới vào thì nó phân hủy, tưới vào thì cây hấp thu được liền, không cần vi sinh vật phân hủy á. Nay thì mình sẽ dành tặng cho mọi người đây, cái phần là một ký cái hàng hữu cơ này, một ký cái này màu xanh xanh là NPK 3 số bằng nhau á, này là 316, 316 á. 316 này cả 3 số bằng nhau. Anh em không có cái này, anh em dùng 16 16 8 cũng được á. Hoặc là 10 30 10, cái nào cũng được. 3 số bằng nhau hoặc là số giữa cao là được á. Đó, từ tháng 6 tới tháng 8 á. Tháng 6, tháng 7, tháng 8. Đó, 3 tháng liên tục chúng ta xài này á. Đó, rồi tháng 9, tháng 11, tháng 10, tháng 11 ta xài này. Cái này là 15 năm 20 á. Cái viên màu nâu nâu nè. Anh em xem để ý á, đây mình sẽ dành tặng á. 1 ký hữu cơ này. À, một ký NPK 3 số bằng nhau là màu xanh này nè. À, và một ký 15 năm 20, đây là cái phân mà làm nụ á. Nè, để cho cái này vô nó đứng đọt lại nè. Đó, thì cuối năm giờ ta chỉ cần ba thứ này thôi. Đây, cái này thì xài chung á, như chúng ta tưới phùng 20 lít á thì ta một muỗng canh này cộng với muỗng canh một trong hai loại á, ví dụ tháng 3 6 7 tháng 8 muỗng một muỗng này cộng với muỗng này. Đó. Còn tháng 9, tháng 10, tháng 11 á, đó, thì muỗng này cộng với muỗng này á, đó. Mỗi thứ 1 ký á. Nói chung là phân này thì nó có 20-30 ngàn diện ký á, đó. Thì dành tặng 50 phần á. Đó, để qua dịch đi, những anh em nào ở ngoài, ở trong vùng dịch á, không nhận được thì mình sẽ tặng tiếp thêm 50 phần nữa. Đó. Với lại con chai nhỏ này á, cái chai này là cũng chiết từ cái chai bự ra thôi. Đó. Còn cái chai bự này á thì mình bán thấy cái giá là cái này là 130 ngàn á.
Cái này là 130.000, cái này 80.000 á. Thế nhiều tiền bưu điện nhau đó cỡ 50.000 hay gì đó. Nói chung cái này mình tặng thôi á, còn bưu điện tiền phí á đó, thì anh em tự trả cái tiền đó ha, mấy chục ngàn á, 50.000 hay sao á. Đấy. À, khi mà ví dụ anh em nào mà có để lại số điện thoại á, đây là để thông tin địa chỉ á, đó thì anh em tới đó anh em chỉ trả cái tiền mà tiền phí bưu điện á, khoảng 50.000 á, 50.000 60.000 gì đó, chứ không có trả thêm á. Nếu anh em mà đặng phân á, nhiều khi có người mà ta giao ở nhà không biết á, đấy tiền nhiều quá thì anh em hỏi lại á, đó thì cái tiền phí năm chỉ có 50-60.000 thôi. Đó, cái này thì mình tặng miễn phí á. Đó, thì cảm ơn anh em đã đồng hành trong thời gian qua ha. Nói chung cái này cũng không có bao nhiêu tiền á, nhưng mà chúng ta có này chúng ta chăm vui á, hỗ trợ anh em. À, cảm ơn anh em đã luôn đồng hành trong với mình mấy năm nay. Đó. Rồi, anh em hỏi tưới phân á, nói chung là cái cây chúng ta tốt thì rễ chúng ta mạnh thì chúng ta tưới cái gì nó cũng được á. Rễ chúng ta mạnh thì tưới gì cũng được, còn rễ không mạnh thì không có tưới cái gì, không có cái gì mà cũng vậy à. Đó. Rễ mạnh thì do đầu khâu đầu tiên chúng ta trộn ba cái chất trồng á, nó rõ nước tốt. Đó. Đất nó tơi xốp á. Đó. Phân thì chúng ta tưới loãng thôi á. Cái công thức mà tưới phân hồi nãy một muỗng, mỗi thứ một muỗng á, pha từ bơ 20 lít á, nó là ở vườn mình tưới á. Nên cái màu nó không được xanh lắm, nói chung là nó xanh mà nó xanh lợt lợt không à. Đó, còn những chú mà nào nuôi bán thì xài gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn luôn á. À. Anh em nào có xài mà những cây bự mà tưới theo mình không có xanh thì anh em tăng lên, mà tăng vừa trong cái ngưỡng đó thôi nha, đừng có tăng quá nha. Không có được hốc nguyên nấm mà giải á. Đó. À. Của mình thì mình xài á, nói chung là nó ngàn ngà, nó xanh mà nó xanh lợt lợt không à, chứ nó không có được đậm đen á. Anh em muốn đậm đen thì anh em tăng lượng lên á. Đấy, nó xanh lật lật không à. Đó, nói chung là nó vừa thôi, chứ mà nó xanh đậm quá thì nó cũng nguy hiểm á. Nè, cái này không thay chậu nè, thay chậu thay phân á, chắc trồng mà trộn 50-50 xay dừa 50 vỏ trấu á, thêm một miếng rễ dừa mục với thêm miếng cát nữa. Bữa nay đi cũng chuẩn bị ra cây 2 rồi ha, không ra cây đầu nó già rồi đó, thay cách đây khoảng chừng tháng á. À, cây cúc bi bên trong chúng cũng bị ra cây 2 luôn rồi đó. À, cập nhật mấy cây mẹ phôi á, mẹ phôi thì bữa nay nó cũng lên tược hết rồi. À, hôm nay thì mình tặng trước là 50 phần á, 50 phần á, còn qua dịch đi thì thêm 50 phần nữa ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành á. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại ở các video sau á. Rồi, nhận cái hàng phân bón á, thì anh em để lại cái phần thông tin á, địa chỉ, số điện thoại và tên á, dưới phần phía phần bình luận á, để rõ ràng á. Hay cái nào mà mình đã đọc được, mình sẽ xác nhận là ok á, ok là mình sẽ gửi á. Rồi, thì đây là nó có 50 phần á. Đó, thì mà cái người nào bình luận trước á, thì mình xác nhận trước, à, thì mình sẽ gửi trước á. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Rồi, xin chào.
Yeah.